À vâng, và vườn mai chích chè bông xin chào cả nhà nha. À, và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em vừa về được tầm khoảng 500 cây cúc hoàng hậu nha cả nhà. Thì cái cây của em là ghép được tầm khoảng 3 tháng mấy 4 tháng thôi, nhưng mà cái cây cái tốc độ phát triển của nó rất là khỏe, rất là tốt nha. Thì cả nhà nhìn thấy cái cây của em nó rất là xum xuê và xanh mượt luôn nha. Mặc dù nó còn nhỏ, nó mới, nó còn nhỏ nhưng mà cây của nó rất là xum xuê và rất là sung luôn á. Đây cả nhà nhìn thấy không, rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết một số cây cho cả nhà nha. Thì đây, cái cây nó chưa tàu, có cây thì nó chưa tính một gang của em nữa, nhưng mà cái cây thì rất là khỏe luôn nha. Cái này về chúng ta trồng trong chậu hoặc là ở ngoài đất thì rất là ok luôn, phát triển rất là mạnh ha. Thì tất cả các cái cây đều được ghép trong cái gốc mai nhỏ, được quấn rễ và xử lý đế hết nha cả nhà. Đây, ví dụ như cái cây này thì nó chưa có, em chưa có môi rễ thôi, chứ thật ra là môi lên cái cây nào cũng có xử lý đế rất là đẹp luôn ha. Cái này về chúng ta trồng, chúng ta môi cái rễ lên thì nó có nha. Đây, cây cao chưa được một gang tay của em ha, nhưng mà cái tốc độ của nó phát triển rất là tốt luôn nha. Như mọi người thì cũng đã biết cái hoa mai hoàng hậu nó đẹp như thế nào rồi, thì nó nhiều cánh, tầm khoảng 30 mấy cánh trở lên. Và cái nó có đặc biệt hơn các cái loại mai cúc khác, đó là khi cho nó nở á, thì nó sẽ có một cái độ phùng nha, phùng y như là một cái hoa hồng luôn. Rồi, cái lô này em sẽ bán với giá là 250.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai chích chè bông nha cả nhà ơi. Và rất mong được sự ủng hộ của cả nhà, hãy cùng bấm đăng ký YouTube chích chè để theo dõi nhiều giống mai mới là bên vườn mai nhà em nha.